Đây là cách tận dụng tối đa cho các công viên địa phương của bạn. Cách để đến đó, sử dụng ứng dụng chuyển tuyến, chẳng hạn như ứng dụng King County Trip Planner để tìm các sự lựa chọn. Phương tiện giao thông công cộng, hầu hết các công viên đều có lối đi thuận tiện riêng cho xe đạp, xe buýt và xe ô tô. Tài nguyên của công viên. Bây giờ bạn đã ở đây, hãy cùng khám phá các tài nguyên khác nhau của công viên nhé. Các công viên thường có sẵn bản đồ, nơi trú ẩn, có thể đặt trước trực tuyến và bản công cộng với các sự kiện và hoạt động. Đi bộ đường mòn. Khám phá những con đường đi bộ. Đây là những không gian tuyệt vời để ngắm chim, ngắm cảnh chạy bộ hoặc đi bộ. Xem các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Thực hành xác định các loài thực vật bản địa và hơn thế nữa, hãy chắc chắn không để lại dấu vết và đi đúng hướng. Hãy nhớ cây mọc từng tấc và chết bởi đôi chân. Sự kiện GSP, công viên và không gian tuyệt vời để tham gia các hoạt động quản lý địa phương. Green Seattle Partnership thường có nhiều sự kiện tình nguyện hàng tuần, nơi bạn có thể tham gia vào các hoạt động phục hồi, đi bộ trong thiên nhiên, hội thảo giáo dục và hơn thế nữa. Tất cả các sự kiện đều cung cấp mọi dụng cụ hoặc vật dụng cần thiết, nước đôi khi là đồ ăn nhẹ và quà tặng. Hầu hết những người tham gia có thể dễ dàng tham gia chỉ với đôi giày kính mũ, quần áo phù hợp, với thời tiết và chai nước có thể tái sử dụng. Tìm tất cả các sự kiện GSP trên lịch tình nguyện của họ và luôn cập nhật thông qua GSP và Ecos trên Instagram. Tiếp cận nguồn nước. Đối với các công viên có khả năng tiếp cận nguồn nước, hãy nhớ kiểm tra các biển báo để biết những khu vực mà bạn có thể bơi lội, chèo thuyền kayak, chèo ván, đi câu cá hoặc ngồi gần mặt nước một cách an toàn. Ở gần nước có rất nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần và thư giãn. Hãy nhớ kiểm tra mọi lời khuyên về chất lượng nước trước khi xuống nước nhé. Những điều cần cân nhắc. Công viên là không gian chung và mọi người đều muốn có khoảng thời gian riêng và vui vẻ cho họ. Hãy chú ý đến tiếng ồn của bạn, nhặt rác thải của thú cưng, tuân thủ các quy tắc của công viên và không để lại dấu vết. Nhặt rác nhé bạn. Có rất nhiều cách sáng tạo để tận hưởng công viên của bạn mà có thể chúng tôi chưa hề đề cập đến. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Cảm ơn bạn đã xem. Hãy tận hưởng công viên của bạn nhé.